Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Có câu cúng quanh năm không bằng rằm tháng giêng, cho thấy ngày lễ này có ý nghĩa rất là quan trọng đối với cả người Việt chúng ta. Vậy với nghi thức trong ngày này thì ta nên cúng rằm trong nhà hay là ngoài trời, và cần chú ý những gì khi dâng hương và thỉnh lễ? Trong buổi chia sẻ video này, tôi sẽ đề cập các điểm liên quan. Đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rằng rằm tháng giêng có tên gọi khác là Tết Nguyên Tiêu. Trong tiếng Hán, Nguyên thì có nghĩa là nhất và Tiêu thì nghĩa là đêm. Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên, hay chúng ta hay thường gọi với cái tên là Tết Lại đấy. Theo nghi thức dân gian thì vào ngày này, ngoài nghi lễ thờ gia tiên, người Việt còn làm lễ tạ trời đất, thần linh, Phật Thánh cùng các vị anh hùng dân tộc nữa. Vì thế nên là ngoài mâm lễ gia tiên ở trong nhà thì các gia đình có thể làm một đàn lễ ở ngoài trời. Chúng ta dâng hương thỉnh lễ nhằm bày tỏ lòng thành kính và hướng tới một năm mới thuận lợi và bình an hơn. Với mọi nghi thức tín ngưỡng thì chân tâm thành kính luôn là điều quan trọng hàng đầu, và tùy theo điều kiện của mỗi gia đình mà ta sẽ sắp xếp sao cho nó được phù hợp. Một ấm trà rồi một vài ly rượu với hoa trái tự trồng và nén nhang thôi thì cũng đủ để mà chư vị Phật Thánh gia tiên chứng giám cho người gia chủ đó vào mỗi dịp này. Vậy thì lễ cúng rằm tháng giêng ngoài trời sẽ gồm những gì? Với ngâm cúng trong nhà thì tôi đã chia sẻ nhiều lần trong các buổi livestream hay là trên kênh YouTube Master Phùng Phương rồi. Thì các bạn có thể truy cập vào để có thêm nhiều thông tin, những video khác liên quan. Ở đây thì tôi sẽ chỉ đề cập đến mâm cúng rằm tháng giêng ở ngoài trời thôi. Mục đích chính là nhằm tạ ơn trời đất, thần tiên và Phật Thánh cùng các vị anh hùng dân tộc. Trường hợp mà không có sân thì ta có thể bày lễ ở gian giữa trong nhà hoặc là trên sân thượng nhà chúng ta cũng được. Và để chuẩn bị cho một mâm lễ được tươm tất thì ta cần phải chuẩn bị một số lễ vật như sau: một con gà trống luộc, một miếng thịt dê hấp, mâm ngũ quả hoặc là trái cây theo mùa, một bình hoa tươi, và mã thì gồm có 99 thuyền vàng này, 99 thỏi vàng, 99 lá vàng, và chúng ta lưu ý là không dùng tiền âm phủ. Và ngoài ra thì cần phải có 3 chén rượu với 3 loại là rượu trắng, rượu đỏ và rượu vàng. Chúng ta có thể dùng loại rượu vang cũng được. Và 3 chén trà với 3 loại hương vị khác nhau. Các gia chủ thờ Phật tại nhà thì thường sẽ có mâm cỗ chay cúng rằm tháng giêng dâng Phật, thì bao gồm trái cây, chè xôi, các loại đậu, canh xào để thể hiện cho những màu sắc tượng trưng của ngũ hành. Và đặc biệt trong mâm lễ của nhiều gia đình thì luôn có chè trôi nước. Ý nghĩa của việc ăn bánh trôi trong ngày Tết Nguyên Tiêu này là mong muốn mọi việc trong năm tới sẽ được hanh thông, trôi chảy và thuận lợi. Vậy thì cúng rằm tháng giêng này chúng ta sẽ cần phải chú ý những gì? Đầu tiên là cần phải tránh dùng hoa trái hoặc là những loại cây chúng ta dâng lên là hoa giả. Thì dâng hương thỉnh lễ chủ về lòng thành kính của gia chủ hướng tới chư vị Phật Thánh gia tiên. Vì thế nên là trái cây hoa quả thì nếu mà là đồ giả mà dâng lên ban thờ thì sẽ coi là một mạo phạm bất kính. Đó là chưa kể thì trong phong thủy, quan niệm về những cái vật phẩm hoặc là những chất liệu có nhựa hay là tạp chất như vậy sẽ gây bất lợi cho những trường khí của ban thờ, tạo ra một cái vận thế không được hưng vượng cho ban thờ của chúng ta. Và thứ hai nữa là chúng ta tránh cúng thủ lợn. Với các gia chủ cúng mâm cỗ mặn thì chúng ta thường, tôi thấy những nhà cúng một cái thủ lợn, có nghĩa là một cái đầu heo ấy, vậy sẽ ảnh hưởng đến vận phúc của gia đình trong năm tới. Và tiếp theo là chúng ta không nên dùng đồ chay nhưng mà lại giả mặn. Để mà tránh sát sinh trong ngày rằm, nhiều gia chủ thường chọn mâm cỗ chay để mà dâng cúng gia tiên. Tuy nhiên là gia chủ lưu ý là khi mà làm mâm cỗ cúng này trong rằm tháng giêng thì chúng ta nên làm mâm cỗ thuần chay thôi. Và một điều nữa mà tôi đã nói rất là nhiều rồi, chúng ta không nên lạm dụng đốt quá nhiều vàng mã. Trọng tâm của lễ rằm tháng giêng hướng về việc cầu nguyện một năm mới an lành sung túc hơn. Cốt yếu thì vẫn nằm ở trong lòng thành, lòng chân tâm của gia chủ. Chúng ta hết sức tránh cái việc mà lạm dụng và lãng phí đốt quá nhiều vàng mã. Tất nhiên là vàng mã cũng vừa phải như tôi nói ở trên thôi là đủ đầy rồi. Và hy vọng với những chia sẻ ở trên thì đã giúp các bạn trả lời được câu hỏi là nên cúng rằm tháng giêng trong nhà hay là ngoài trời. Nếu các bạn có những câu hỏi liên quan thì các bạn có thể để lại bình luận để các bạn trợ lý của tôi giải đáp cho các bạn. Và trong những video tiếp theo tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.